Ok, không sao cả. Chúng ta đều có đoạn đầu này cũng được. Con game này tên là Jungle Tail nha mọi người. Ờ, là cái đuôi của khu rừng. Hôm nay chúng ta sẽ không chơi game kinh dị. Cũng có thể là game kinh dị này. Nhưng mà thay vì kinh dị theo kiểu kia thì nhân vật của chúng ta hơi bị thiểu năng. Vâng. Có mượt không ạ? Có mượt không ạ? Mượt không? Để tôi lắc cho mọi người xem nhá, để tôi quẩy, tôi múc quạt cho mọi người xem nhá. Đây, mượt không? Mượt mà, ok, mượt. Ok. Tôi đi đây anh em ạ, đi thôi. Ta đi thôi. Ta đang ở đâu đây? Này giống kiểu múa rối mọi người ạ, cái dây nó treo ở trên giống kiểu như đang múa rối cho mình xem ấy. Ừ. Mượt mà, lắc đâu. Mình thấy ở trong điện thoại mình mượt. Ừ. Ok. Đi thôi. Một số rạc chiếp nằm trong thị trấn đi du lịch theo lộ trình của họ, thu hút người dân địa phương. Và trong số tất cả những người qua đường, đây là Abby. Bạn có muốn nói chào không? Xin chào, mình là Abby đây. Rồi sao nữa? Chào chú. Cháu là Abby. Tấn cần chôn để di chuyển hoặc đéo kéo một cái vật ở đó. Cháu cầm đi, đây là quà của chú. Có cháu à? Chú cho mấy con lợn đây kìa. Cho cái thùng làm cái gì? Chú này cho mình cái thùng mọi người ạ. Tại sao chú lại đợi chú đợi chút. Mình xem cài đặt coi đồ họa. Ok rồi mà. Chất lượng cao là ok rồi. Ok. Cho mình cái thùng. À rồi, hiểu rồi. Ok. Chúng ta sẽ kéo cái thùng này qua. Chúng ta đẩy cái thùng này qua bên kia. Nào. Tốc độ nào. Chào chú nhé. Cháu đi đây. Rồi, hay quá. Con gái con nữa gì mà leo rào, leo cửa mặc váy. Ờ. Gan nữa. Mất nét. Cảm ơn Sơn Mai nha. Lát đâu anh em tôi xem ở trên ấy mà, trên điện thoại của mình mà. Nó lát thì trên điện thoại phải lát chứ. Dám ba cái đồ này. Ừ. Đấy. Ui. Ui. Mình không phải con trai. Ấy. Bây giờ là đi qua sợi dây. Đi qua bên kia. Từ từ thôi. Để đấy. Để đấy. Ây à, còn tung hứng nữa à. Ây à, tuyệt vời đấy nhá. Sao con ếch kia nó lại đeo vương miện nhỉ. Ok. Tôi đi qua rồi. Như đây. Thôi nào Abby, chỉ cho chúng tôi những gì bạn đã làm đi. À, bây giờ là mình sẽ cầm cái bóng này mình đếm vào trong cái rổ. Để đưa đây. Đưa đây. Làm ba cái đồ quỷ này. Đâu? Để tôi. Đâu? Thấy chưa? Well done, eh? Thấy chưa? Đây, để tôi. Ném nút đằng còn lại đúng không? Làm ba cái đồ quỷ này. Để tôi. Nào. Ok. Đi nha. Không chơi nữa. Được rồi. Cô ấy không ở đây một cách tình cờ. Không, đây không phải là một chuyến thăm. Đây là nhà của cô ấy. À, cô Chu đã nói cho cô ấy là một nghệ sĩ đặc biệt. Mặc dù không đủ phi thường để chia sẻ công bằng cho dẫn đầu của cô. À, mình sinh ra trong đạp xiếc. À, mình được sinh ra trong đạp xiếc mọi người ạ. Một cô gái để sinh ra trong đạp xiếc sau này làm chúa hề đây. Ôi, xíu nó té. Người biểu diễn tuyên bố, chú ý nào, người nghệ sĩ, một cô bé nhỏ đối mặt với một con thú. Cứu, tôi sợ rằng tôi đã đánh rơi cái mũ của tôi. Ai đó đến lấy nào. Abby có thể cứu cái đầu không?
bây giờ mình xài, mình làm gì đây? Mình solo với con gấu à? Em đéo chơi đâu đây? Mẹ tớ tát tớ phát đi, mất mẹ đâu. Nào nào nào, em không chơi đâu, thầy không chơi đâu. Táp không? Táp không? Cái cú này là ăn táp rồi. Nhảy lên một sợi dây để đu. À, rồi 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 rồi. Không có tới. Không có tới. Đợi xíu, mọi người. Ok. Không có tới. À đây có cái thùng này. Nó sẽ đu sang qua bên kia. Ok. Nhảy lên nào. Không đu được à? Cái dây Yoshida này là không đu được. Rồi đu đến nóc nhà luôn này. Làm sao ta? Để làm sao mọi người? Must I watch you being torn to pieces? I'd rather lend a hand if it so pleases. Nhưng làm sao? Làm sao đây? Đu nè, không được. Nó bị cố định bởi cục con đỏ rồi. À, bây giờ làm sao mà đu con gấu đây? Con gấu đớp chết tôi mất. Không cho qua. Đấm mất thầy. Đấm được lắm rồi. Cảm ơn anh Uyên nha. Không có được. Không được. Nó không cho qua. Mẹ nó chứ. Nắm cái màu đỏ coi thầy. À, à rồi 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 rồi. Nắm cái màu đỏ đúng không? Không được, nắm cái màu đỏ được. Tới đây là hết rồi nè. Ờ, chắc phải đu cao hơn rồi. Ở dưới kìa. Cô bé này giỏi quá. Không mất được. Ai ấy nhỉ? Làm bay vô cộng thứ hai, lúc đó quay đầu thầy. Bắt chớn đi, không có được. Ê, tôi đang bắt chớn nè. Cái dây nó không chịu đúng đứa. Thảo mang ra đa thiệt chứ. Thì tôi đẩy cái cục này sang bên kia. Sometimes life hangs on a thread, eh, Abby? Nó không có cho. I've got you. Đến cộng dây cũng phát ke đó thì làm sao mà làm ăn cái gì? Chắc là phải leo lên đỉnh rồi. Rồi, làm mau lần này đu được. Đấy, đu được. Hồi nãy là lôi. Khổ quá.
thấy đu được hồi nãy là lỗi. Hẹ nó. Cảm ơn cô điên nha. Hồi nãy là lỗi. Mẹ đu được nè, hồi nãy là lỗi không có đu được. Eo nào. Must I watch you being torn to pieces? Ờ, nãy mẹ lỗi game. Ông Hoàng lỗi game quá khác. Từ từ chú. Đu mạnh mẽ nào. Rồi đu đi, mạnh lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh nữa. Mạnh nữa. Đúng rồi. Sometimes life hangs on a thread. Bắt đầu ơi mày. Don't worry. Giờ đu được mọi người ạ. Ừ. Hồi nãy là nó lag. Hèn gì phải lag ấy. Ơ kìa. Bất lực đến chứ. Thì tôi bất lực mọi người ạ. Chẳng lẽ cái màn 1 thôi mà chúng ta đã vật vã này rồi. Thì mấy màn sau là màn ăn được cái gì nữa. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, hay quá. Almost got it. Don't stop now. Use your wit. Mày thích gì? Con gấu này. Mày thích gì? À, cho ăn à? À, hình như là cho nó ăn. Rồi lấy cái nón hay sao ấy. Đúng rồi. Như thế. Mày sang bên kia. Qua bên kia. Ơ kìa. Nè. Không thèm ăn nữa mọi người ạ. Lấy đi, nhơi. Hay quá. Đây. Phenomenal, Abby. Do tell. The ringmaster praises. You've mastered that well. Mày chú quá. Now the hours have whiled away. That was the last performance of the day. Xong. Thế thôi. Vạ vật. Alas. When she's not before the cheering crowd, Abby's life is. Chào ôi khi cô ấy có mặt trước đám đông, ngươi có lẽ đã có nhiều khán giả cổ vũ hơn. Tại sao lại khóa mình ở trong này? Abby tội nghiệp, được nhốt trong một chiếc lồng nhỏ cả ngày lẫn đêm, chỉ được tự do trong khoảng thời gian dài của cuộc thức ăn ở chỗ ở. Nếu bạn ăn thật là ít, nhưng ôi. Cô ấy khao khát được nhìn thấy thế giới như thế nào. Đây là gì? Một cặp chuột đã chú ý đến và mang đến một quả táo trong lúc cần thiết. À rồi sao? Rồi đây. Sao nữa? Ném cái gì? Từ từ khoan, ném cái gì đã nào? Ném cái gì? Ném cái gì nhỉ? Thì ném cái cục này. Ném cái nào? Ném cho ném mày à? À đúng rồi. Người biểu diễn xông vào có vẻ như đã làm phiền hắn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ông ta dậm chân và hét lên. Có cái hét đâu? Tao lấy được cái chìa khóa rồi. Mày. No. She belongs on the world's wide open. Okay, mình lấy được chìa khóa rồi. Impertinent. That means brash. Don't tell me you wouldn't make a dash for it. Okay. Game này nó giống như Little Nightmare vậy. Carefully. Don't make a sound. She slips away from the ringmaster's grounds.
Poor Oz. Abby knows too well how his captivity feels. Bây giờ mình phải cứu này ra. À, cứu con gấu ra. Ra đi bé. Đi. Đi thôi. Mẹ mình có con gấu to đây. Ờ. Đi thôi. Abby, Abby, don't you see? Đang giữ bạn lại cũng muốn bạn quay lại. Cho tôi lên. Hay quá. Rồi. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Ê! Rồi sao nữa ta? Ê, đỡ, đỡ, đỡ. Đỡ lên nhung này. Đúng rồi, cảm ơn. Đúng rồi. Lên. Rồi. Ông rất mất thời gian nha. Gấu xét mẹ ông này mất thời gian quá. Ra đây nè. Ra đây. Khổ quá. Rồi. Rồi, cảm ơn. Nhân nhẹ của bên kia gã nó cần thì sao ấy. Đúng rồi. Gã nó cần này. Mong là không ai nghe thấy tiếng cục. Ít mẹ rồi, có ai nghe thấy tiếng à? Đấy, cứt rồi. Không đẩy được. Làm sao? Gấu. Bây giờ làm sao đây? À, à rồi, rồi rồi, có cầm đây. Kéo 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 kéo. Đẩy chứ. Ừ. Rồi. Đi lên. All this trouble. Urs and Abby can continue their struggle. Ok. But what's that? Game tên là cuối con gấu hết rất cơ mình. Game tên là cuối khu rừng hay là cái đuôi của khu rừng gì đấy. Ok. Con gấu đã ở lại để bảo vệ mình, làm trung thành của con thú. Vì đó là trường hợp phát triển trong trái tim. Nhưng có lẽ là thiếu hụt sự của trí tuệ. Ném nó chết. Well done, Urs. Okay. Though, now she's alone. Quick now, okay. Abby, run away. Don't look back. It's a start of a new day. Okay. Gấu đã ở lại để bảo vệ mình. Là mình chạy trốn. Okay. Một màn hai là một thế giới mới. Abby wanted to. Vượt qua cái màn một thế vật vã quá. The fields, the flowers. Afford to rest. The voices pursuing her. Chúng từ từ phục tùng để gió làm lay động cỏ. Dàn nhạc dế nghe thật mới lạ. Rồi. Tội gấu á? Có gì giờ mà tội? Ừ. Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải hy sinh. Hiểu không? Ừ. Chúng ta là muốn thành công là chúng ta phải đánh đổi. Đó bạn Huy nha. Rồi chúng ta đang ở ngoài đồng rồi. Chạy đi. Hay quá. Những tia nắng râm ran với hơi ấm đang mời bạn cứ tiếp tục đi. Thế giới thật đẹp. Abby, nhìn vào màu sắc của nó, hãy tham gia trong khi bạn có thể tận hưởng những điều kỳ diệu. À. Nó chỉ là một cối xay gió đang đứng yên, có lẽ đang ghen tị với bạn vì ý thức, ý chí tự do. Nó là cái gì vậy? Một thứ bằng gỗ cứng đầu, tuy nhiên bạn không thể vượt qua nó với dây của bạn. Có nào? À, không vượt qua được. Gắt cần thôi. Nó chào chú ơi, chú à, bơm nước à? À, bơm nước để làm gì? Tôi bơm muốn ỉa thôi mà
chưa có chuyện gì xảy ra cả. Look, Abby, that poor cow sure looks thirsty. Help the poor thing. Hãy giúp đỡ cho nó, cho nó một ngụm. Sau đó bạn có thể tạm dừng suy nghĩ về vấn đề của mình. À, rồi. Con cứu nước. Rồi. Đấy, xong. Bây giờ con bò sẽ di chuyển. Con xe giỏi sẽ di chuyển theo. Ok. Thế thôi. Và vật. Ok. Đợi xíu nha mọi người, hình như là hơi lắc. Ok. Đi tiếp thôi. Ok, tiếp thôi. Cảm ơn anh Tú nha. Sorry mọi người, nãy hơi lag một tí. Ờ, bạn Thành nha. Ok, ôi. Abby, Abby, charmingly naive. You can trip and fall, but not if you believe. Huy, huy. Ok. Little Abby stops with a shiver. If you want to be free, you have to cross the river. Đâu đây ta? Crossing a line, leaping too far, it's human. I'm here to catch you when you've done something stupid. Oh, my angel, I command the ground not to be painful. If worse comes to worse, you can count on me. Those strings on your hands are wings, you see. Làm sao ta? Abby, concentrate. Nobody's that dense. Bây giờ làm sao đây? Trời ơi! Giờ làm sao mọi người? Hôm nay không có chơi game kinh dị. Ừ, hôm nay chơi game game giải đố thôi. Ờ. Game này cũng kinh dị mà, nhưng mà phần kết thì nhà mới nó có kinh dị sao ấy, mình không biết. Bây giờ làm sao thì mình biết luôn. Hay quá, tuyệt vời. Giờ làm sao ta? Làm sao ta? Nhảy qua ý. Không nhảy qua được. Không nhảy qua được. Not so rash, Abby. What will the audience? Đừng hấp tấp, Abby. Khán giả sẽ nghĩ gì về bạn? Anh giả nghĩ tôi ngu. Giờ sao ta? Khó vậy ta? Giờ sao ta? I'm running out of rhymes here. Cái gì ta? Giờ sao? Bây giờ sao? Giờ sao đây? Úi giời. Lấy miếng gỗ đằng kia á thầy. Biết rồi, tôi vừa quăng xuống đây rồi mà. Còn miếng gỗ nào nữa đâu?
À từ từ. Đây 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 phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ơ kìa. Đùa. À đó. Ê. À rồi. Ok. Ôi. Em ơi. Rồi, sao nữa? Vẫn không qua được. À rồi, chúng ta sẽ ném từng cúp gỗ. Ok. Nice. Ok. Ê. Trời mẹ ơi. À, được. Ai, được rồi. Ok, qua rồi. Nãy giờ chưa gặp con quái vật nào. Nhà của thợ săn, một ánh sáng trông có vẻ hấp dẫn hả Abby? Ấm áp và tươi sáng. Ồ, điều đó có phải là tuyệt vời không? Không, tôi cũng muốn gặp quái vật ngay lập tức. Tôi muốn gặp con sói. Gì vậy? Con gì vậy? À, sói thật. Con sói già sắp chết, hãy để nó bình yên. Chuyến đi của nó đã kết thúc. Ơi, ổn không bạn? Cởi trói ra nha. Ừ, đi thôi. Đi. Ơ, à, không đi à? Đi thôi. Nó không đi mọi người ạ. Ừ, nói nó đi, nó không đi. Ok. Chúng ta sẽ hạ cầu xuống. Đi qua. Có cần phải hạ cầu lên không? Ờ, hôm nay chúng ta sẽ chơi game giải đố kèm với kinh dị nhá. Ừ, con này cũng kinh dị chứ không phải là không kinh dị đâu. Một cô gái di chuyển cối xay gió chắc chắn sẽ xoay sở để tránh được một chiếc xe. Cái tướng nhìn kỳ vậy. Đợi xíu nào. Để làm sao ta? Để làm sao để qua kia ta? Để làm sao để qua kia mọi người? Nào, không spam cường ở đây nào. Vạ vẩn anh em. Cứ cường. Mình chưa kịp kéo. Từ từ. Để làm sao? Lấy xe qua cầu anh ơi. Ừ, anh cũng tính là lấy xe qua cầu đấy. Mà cái cầu nó lại xuống nhanh quá. Nhanh. Đấy, công chuyện thiệt chứ. Ok, tiếp tục. Rồi, hết cỡ rồi. Nhanh. Đúng rồi, hay quá. Tốc độ. Ta sẽ lấy cái xe này đi qua cầu. Ờ, rồi chúng ta sẽ đi qua cầu. Nhanh lên. Nãy giờ chưa gặp cái gì kinh dị cả. Độ nào. Rồi. Em mà khoan được từ cái. Hình như có gì đó sai này. À rồi. Đẩy cái xe xuống. Phải không? Phải đẩy cái xe xuống không? The strings? What are you doing with the strings? Stop that. Đẩy cái xe xuống cho đứt dây con kia. Đúng rồi. What did I tell you? Hay quá, chúng ta có con sói rồi mọi người. You have to do what I say. If you don't listen to me, I can't help you. Got it? What do we care what's happened to a wolf? Chúng ta the wolf is yonder. Con sói ngày càng dog fodder. And who freed him from và ai đã giải thoát nó khỏi những tấm ván Abby anh hùng, tuy nhiên không có một lời cảm ơn. Đúng rồi.
Đi qua mà con sói không cảm ơn mình một cái. À, cứu nó mà không cảm ơn. Vô ơn bội nghĩa. Ok. Ta đi rồi. Kệ đi. Làm ơn chúng ta. Nó lại mắc mẹ rồi. Giờ sao ta? Giờ sao? Ờ, con sói chưa kịp cảm ơn mình đã chạy mẹ rồi. Làm sao ta? Mẹ mắc chơi của mình rồi. Em muốn qua. Không được. Không được rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Lại đốt giấy. À, rồi 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 rồi. Cho mày cháy này. Này thì cây này. Ê, những cái cây chặn Abby bằng những móng vuốt bằng gỗ, nhưng chúng sợ chúng sẽ bị bỏng. Đúng rồi, sợ rồi sao giờ? Mẹ mình lại lag nữa rồi. Con nhân vật cùi bắp của mình lại lag nữa rồi. Đây, con nhân vật. Để tôi nhờ ra menu cái. Con nhân vật lắc lên lắc xuống á. Lại đi. Ơ, sao lại ở chỗ này? Ô nhà ông nữa. Con nhân vật của mình nó bị lag. Khổ quá, bây giờ phải làm lại ạ. Ông Hoàng lag game đúng. Không sao, có kinh nghiệm rồi, không sao, làm lại không gì hết. Thì thôi. A girl who moves windmills will certainly không chịu được. Ờ, game bị lỗi, cay, nếu chịu được. Rồi. Qua cứu con sói. Rồi. Nhanh. Rồi. Cứu đi. Ôi bạn Huỳnh Việt nha. Khổ quá chứ nị. Cứ phải cứu thôi. Rồi. Mắc vô. Abby, what are you doing? The strings? What are you doing with the strings? Stop that. The wolf has lived his life. FBI mèo đen. Rồi. What the? What did I tell you? You have to do what I say. If you don't listen to me, I can't help you. Quên hàng không em? FBI mèo đen nha. What do we care what's happened to a wolf? Ôi, xuống nhanh lên. To become dog fodder, and who freed him from the planks? Heroic Abby, yet not a single word of thanks. Rồi. Đừng gỗ lỗ le game nữa làm ơn. Quá mệt mỏi. The trees block Abby with wooden claws. Rồi. But they're afraid to burn their paws. Nạc nãy giờ. Ôi ôi, sống rồi. Rồi. Đi ra. Đúng rồi. Đứt mẹ tắt điện rồi. Nhóm lửa, đi tiếp. Hay quá. Tốc độ. Rồi. Đứt mẹ tắt lửa thôi, nhóm lửa lại. Không nhóm được. Hay quá. Abby. Bạn không thể chui xuống bất cứ thứ gì. Bạn biết điều đó mà. Các mẹ sợi dây đi, tôi đi mình. Ông đừng có điều khiển tôi nữa. Bây giờ làm sao mọi người? Chúng ta có một cái que. Chúng ta sẽ ném cái que này xuống à? Để làm gì? Giờ làm sao mọi người? À,
hay là phải đi nhóm lửa mới ném xuống được nữa. Để xíu mình đi nhóm lửa cái. Rồi châm lửa rồi, cháy. Nhanh tắt mẹ bây giờ, nhanh. Sắp tắt rồi, nhanh. Rồi. Thôi được rồi, được rồi. Nó cháy à? Thêm à? Cần à? Cần thêm, hình như cần thêm. Hình như thêm. Hình như chúng ta phải đốt cái gỗ này hay sao ấy. Nhanh, tốc độ, ok. Tốc độ. Nhanh lên, chạy như đàn bà vậy, nhanh lên. Tốc độ lên. À, hiểu rồi. Đốt cháy cây luôn. Trèo lên trên gỗ không được, chạy lên trên gỗ được. Rồi. Như phải ném từ xa hay sao ấy. À, đốt chỗ này lên. Ui dồi, cái thằng ngơ này. Còn sao nữa? Đốt chỗ này lên sáng. Đốt chỗ này lên nè. Ờ. Đốt lửa vào cái miếu kế tiếp rồi sao nữa ấy. Rồi sao đi xuống? Auto đi xuống. Làm sao mà tôi đi xuống được đây? Cho thêm gỗ. Đây nè, đúng rồi, điện phải ném xuống. À, đúng rồi, phải ném xuống. Hết cháy mẹ rồi. Em chỉ muốn nói là em yêu chân nợn dấu bé ba. À, cảm ơn chân nợ nha. Chân mẹ ngữ pháp Việt Nam dạo này chán đấy nhở. Ừ, chân nợ nhá. Ờ. Trèo lên là được mà anh. Không có được. Trèo lên không có được. À. Trèo lên được. Mẹ. Nãy giờ tôi làm cái gì thế? Nhanh. Đốt. Rồi. Nãy giờ làm cái quần gì ấy. Ui, mẹ con nhện. Bỏ tao ra. Mẹ tắt điện rồi. Có con nhện kìa. Ông rồi, cú này có nhện rồi. Mẹ mình sợ nhện. Có nhện rồi mọi người ạ. Ừ. Ờ, chúng ta đã bị, chúng ta có nhện rồi nhá. Ừ. Mẹ cô này là cụ ra đây chân lạch toát rồi. Chết mẹ thôi, đi về. Đi về, không có chơi bời nữa. Đi về. Em sợ nhện lắm. Ừ. Đi về. Sao không thay bằng con rán đi? Thì mẹ thay bằng con nhện thì ai mà chơi? Tôi đi. Này, tao có lửa nhá. Lửa nhá, ném mày nhá. Mày này, rồi sao nữa? Sao nữa? Ở đây. Mày này, ok. Ở đây. Đấy, ôn con này. Đấy, ua. Rồi. Đây. Vỡ vẩn. Rồi, mẹ rồi. Mẹ nó nhện to đấy nhở. Nhanh. Tắt rồi. Đời. Không có nhanh gì hết. Tốc độ nào. Cái đàn bà này sao khi nào mới tới nơi. Nào. Nhanh. Tốc độ. Nhanh lên. Rồi. Khổ quá. Rồi, châm lửa đi. Ok. Đốt cháy nè.
Bây giờ sao? Rồi sao ta? À, không mang theo lửa nữa thì mới lên được. À, rồi. Ok. Và vứt. Ok. Ở chỗ này sao không có lửa, làm sao mà ăn? Làm sao mà qua được? Vô lý nhỉ? Đúng không? Cái này không có lửa làm sao mà qua được? Đợi chút để thầy giảm cái đặt xuống. Có nhiều bạn bảo lag. Thế hiểu sao mà lag được hay thiệt. Chưa? Khổ quá anh em, cứ lag. Làm sao ta? Chọi lửa qua miếu. Ném đuốc trước rồi y qua thầy. Đây thầy ném đuốc trước đây. À nó mày. Ném đuốc là nó giật lên là không qua được. Ném lửa qua, ném có tới được đến đó thôi. Ném cao hơn cây á thầy. À rồi ok. Thế đây là nó ngại rồi. Mẹ cây ngại ngùng à. Cây gì cây ngại ngùng. Ok. Cứ mẩn ăn là cái gì. Ném cao hơn cây á. Rồi ok. Để tôi chút. Thầy sẽ cho cái khu rừng này cháy. Rồi chơi vậy ai chơi lại mày? Đứng gần á thầy, ok. Để thầy đứng gần nha. Đập phích. Chúng ta ném mà chúng ta không mà chạm lá coi. Thầy cứ cầm lửa đi theo không sao á. Đây. Không sao đây. Không sao đây. Để tôi lại. Nhanh. Ê. Gần nhất có thể. Gần tới đây là nó lên mẹ rồi. Đấy. Lại gần cái bờ. Á trời, cái bờ á. À rồi ôi. Thế được thôi. Đây. Anh em vả vẩn. Đây. Đây. Vả vẩn. Đấy, đi lên nào. Nhanh lên. Thôi chết mẹ rồi, đi lên gì nữa. Phải nhanh. Ừ. Phải nhanh lên. Đấy. Rồi nó mới rơi xuống là bây giờ lên à. Đấy. Lên sao nhặt. Lên kinh nhặt. Ồ thế thôi. Ê nhặt nhầm cây rồi. Nhanh. Rồi ok. Ê chứ. Mà vẫn. Em đi qua nào. It's raining. Rồi. Ok. Kéo xuống đi. Ơ. Kéo xuống không có tác dụng gì mọi người ơi. Lát nữa à? Đứng. Giờ sao? Bây giờ sao đây? Nhảy á. Chắc không? Cầm theo cái đuốc nhảy cho nó vui nào. Yeah! Well, you
certainly seem to feel confident at the end of my... À, nhảy được. Vô tư. Ui! It's going out. Chết mẹ rồi, tắt đến rồi. How are you going to light your torch now? Phải con đến mới qua được. À, rồi, ok. Úi ôi. Cái cây ở đằng kia sét đánh cháy rồi. Rome wasn't built in a day. Ở đây nha, đừng đi đâu nha. Ok, đặt cân xuống. Nhanh lên! Ủa? Ủa? Lỗi rồi anh em ơi, lại lỗi rồi. Bây giờ lại lỗi mẹ trời nắng này mà kìa, ngọn lửa cháy không tắt luôn. Ok, chúng ta sẽ về menu chính và chúng ta sẽ tiếp tục lại nha. Ảo loài này, đang ở đây mà ngon lành mà. Ok, well, you certainly seem to feel confident at the end of my strings. Game này vớ vẩn lắm nha. Game rất chi là vớ vẩn. Torch, Abby. It's going out. Game vả vẩn. Game này lỗi rồi, nhà sản xuất mẹ. Lỗi mẹ rồi. Đang đây tự nhiên mẹ mới isekai thằng nước khác ạ. Tự nhiên đang ngon lành đây thì chuyển sinh qua cái chỗ đồng ruộng nào. Vô lý. Rồi, chạy chạy nhanh. Rồi. Đấy. Abby. Tắt mẹ đến rồi. This is no place for you. Tắt mẹ đến rồi. Giờ làm sao? À đây, cải đóng đến đây. Ai à, ok. Ok. Ê chứ nị. Ồ nãy lỗi mọi người ạ. Ừ, em không game thì lỗi nhiều quá. Và vẫn nhân đang đi chuyển sinh qua cái chỗ đồng cỏ nào không biết. Rồi. Yên tâm đi mọi người, chơi hồi cũng sẽ có nhiều lỗ khác à. What you couldn't manage, someone else could do. Rồi sao đây? Oh, Abby, những gì bạn không thể xoay sở người khác có thể làm. Sao đến bây giờ lại trâu ấy nhỉ? Chào chú. Chú ổn không chú? Ê! Đừng tin tưởng tuyệt đối vào tôi, cẩn thận. Mẹ, mình tưởng chú cầm cái đàn, nào ngờ chú cầm cái chùy. Làm sao? Hơ lửa này à? Sao mà hơ lửa mà không đứt dây vậy? Trời hết mưa rồi. À rồi, ném nó à. À rồi. Mẹ mắc mẹ dây rồi.
Your tortoise scared its share of trees. Perhaps it will also bring you. Mắc mấy vậy ơi? Con game này mày lỗi lên lỗi xuống ạ, để tao chết đi, để tao hết lỗi rồi. Vậy đi. Careful. Hổ đấy chịu được. Vậy em game hài à? Game này game hài rồi. Em con nhện chết rồi nè mọi người. Con nhện chết nằm đây nè. Game lỗi liếc tùm lum tùm le. Đây. Ôi chú ơi, ôi chú ơi. Doesn't look trustworthy to me. Careful. À, mình phải bám vào sợi dây. À, rồi. Mình ném ông ra xong mình bám vào sợi dây luôn, mình leo lên luôn. Mẹ mày cháy quần này rồi, leo sợi dây. Ống xuống là mình lên. Đấy, ống xuống mình lên này. Đấy, rồi ok. Ui. Mẹ bao năm điệp viên mà, ok. Nhón chân đi Abby, yên lặng. Ai có thể giết một con nhện như vậy? Có lẽ không phải là người từ bi. Tôi đấy, nãy là tôi ném hai cái đuốc vào người đó, nó chết rồi. Gì đấy? Ai đây? Đó là người biểu diễn tất cả được sắp xếp trong một khu rừng tối. Và âm mưu thì thầm với ai về cái gì? Các bạn chèm tam giác nha. Kẻ cướp bóc nhẫn tâm, anh ta là người đã xé xác con nhện. Khối lượng của Abby trong khối vàng này sẽ là của ngươi nếu ngươi đưa nhỏ đó trở về đạp xiếc. Kể từ khi nhỏ đó đi, thế giới của ta đã trở nên đen tối. Người biểu diễn cầu xin, rên rỉ. Những kẻ cướp chỉ cười và nhấp một ngụm rượu. Còn nhớ con gấu không? Chúng tôi đã bắt được nó mà trong một ngày mà không cần gì thêm. Người biểu diễn hãy chuẩn bị sẵn sàng phần thưởng của ông đi. Chúng tôi sẽ đưa Abby của ông trở lại như tôi đã nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Các cậu, chúng ta sẽ tắm trong vàng. À, những người này được lệnh là đi bắt mình đây. À, cái thằng đầu trâu kia là nó sẽ được nó được lệnh của ông chủ là ông chủ đặt xiếc đi bắt mình. Lính đánh thuê. Their leader is big enough for two, strong enough for five. They'll do anything for a buck and more to survive. Nắm thật cái dây ở đây. Cảm ơn bạn Bảo Lâm, cảm ơn bạn nhóc Bill nhá. Bạn Đức Huy á. Nắm thật cái dây à? Cái dây rõ ràng này không thấy à? Hả? À? Sao đây? Ôi! Anh ơi! Anh ơi! Mẹ mày ném mình bị phát hiện rồi. Anh cứ... The bandits get back to their work, building a castle, or at least a fort. Nhảy quá. Đúng rồi, hay quá. Đi xuống. Ơi, chết, mẹ phát hiện rồi. Good. Chạy đi. Chạy đi. Đúng rồi, hay quá. Một khi bạn đã vượt qua cái chết nhất định, thật dễ dàng để tin rằng cuộc sống đang ở phía trước. Nhưng Abby, bạn nghĩ rằng vận may của bạn đã thay đổi. Trên thực tế, nó chỉ là đơn thuần là... Và bây giờ, chỉ có những chiếc giày quá dài đối với một cô gái. Vậy đây là thế giới quá đẹp này. Vậy đâu là thế giới? Ôi mày nói cái đéo gì, tôi không hiểu gì hết. Bất Đức Huy nha. Ok. Nói Đức Huy. Gì đây? Cái gì đây? Có một xác chết.
có một xác chết ở dưới dưới lòng sông mọi người ạ. À. Ừ, nó buộc lại là sao nó thả xuống dưới. If you want to see it. If you want to survive, you can't be screaming. Mình phải tìm một thứ gì đó. Đây là cái bẫy này. Lộ thế này làm sao mà mắc vào được ông già? Cái bẫy lộ thế này làm sao mà mắc được? It's useless to battle a bog, Abby. Làm sao ta? Oh shit! Cái xác nó ấy rồi. Chúng ta sẽ lôi cái xác vào cái bẫy. Ok. Lôi cái xác vào cái bẫy. Thì thôi. Rồi. Ta sẽ lấy cái đùi gà. Nào, lấy đùi gà đi. Không được à? Được. Rồi, ok. Qua rồi. Chuyện gì sẽ tiếp theo đây? Quá. Ý. Ý. Ok. Ô, cái ông đầu trâu bắt ngựa. Ô. Ôi ôi. No. Lên. Nhanh. Ồ, xong rồi. Ông có chạy nhanh là chết. Tốc độ lên. Chạy đi. Tốc độ lên. Run for your life. Đúng rồi. Mẹ cú này ông bắt được rồi. Lên lên. You can't get away. Ôi 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 ôi. Vẫn bị bắt rồi. Nhanh hơn nữa. Phải nhanh hơn nữa. Không được mất nhịp cái nào hết. Run, Abby. Run for your life. Ôi rồi, sao mất nhịp? Mất nhịp lần thứ nhất, mất nhịp lần thứ hai. Cay thế à? Chúng ta phải bay qua luôn, chúng ta không được dừng lại. Ừ, chúng ta mà kiểu leo là chúng ta lấy chết ngay. Run, Abby. Run for your life. Nhanh mẹ đi. Trời ơi, chào rồi, quên đi. Running man thì bây giờ ta có running girl đi, nhanh lên. Running girl. Nhanh lên, đúng rồi, bắt cua đi. Mẹ cua này bắt được rồi. Cua này bắt rồi. Đâu, em không muốn đâu. Mày đông quá, tập thể là không có muốn. Rồi sao? Giờ sao ta? Giờ sao mấy ông nội này ta? Ôi, ông nội đuổi nhanh quá. It's Thunder and his gun. Run, Abby. Run for your life. Con này leo lâu quá. Ừ. Can't get away. Đứng yên đã. Suy nghĩ chúng ta. Chúng ta suy nghĩ một xíu mọi người. Nhờ sao ta? Mẹ chân ngắn quá. Dây ở trên đầu kia biết rồi, nhưng mà dây này có làm gì được? À, vừa đi vừa nhảy. You can't get away. Mẹ ông mày đuổi này thì làm sao mà mình ăn cái gì nữa đi về. Giờ sao ta? Bò từ từ quá. Không có bò từ từ được, không có nút bò. Không có nút bò anh em ơi.
Ờ. Thằng đứng đợi sẵn ở cái kìa, thấy chưa? Thấy mọi người thấy đứng đợi sẵn không? Ờ. Đi qua cái chết ngay. Thấy chưa? Đi qua cái chết ngay. Cái lúc cái khúc mà mình leo cái đó mất thời gian á. Ừ. Ôi, ôi ơi. Ôi ơi. Được rồi, ôi ơi. Đừng có vớ ba vớ vật. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông đừng có vớ vẩn với tôi. À, used to having his prey escape the hunting grounds. Ok, khóa rồi. Trời ơi. Abby's freedom is at the lúc mà tôi muốn bỏ cuộc thì con bé nó lại kiểu như là tràn trề cái sự thoát khỏi cái ông này. Ừ, ông NTR. Cái ông NTR này. Ừ. Mẹ tính chơi loli là không được đâu. Có vẻ như băng cướp của kẻ cướp đã tiếp tục, nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Vì thế giới này là toàn họ không. Ok, không chạy nữa à? Nó bị què chân rồi, không chạy nữa mọi người ạ. Ừ, chúng ta đi bộ thôi. Chúng ta đi bộ thôi. À, chạy được rồi. À, chạy được rồi. Ok. Hay quá, rồi. Rồi, hay quá, cái gì đây? Bạn đã đi quá xa và nhìn thấy quá nhiều. Sự tự do mà bạn đạt được, dù bạn có vội vàng đến đâu, dù bạn cố gắng thế nào, chân bạn không thể ít vết rồi. Hồng rộp, ước mơ của bạn không thể ít e dè. Tự do thật khó, Abby. Hãy làm quen với nó. Ok, tôi sẽ làm quen với nó, ông già. Ông già nói ít thôi. Ông chỉ cần nói hướng dẫn tôi làm sao qua được cái chỗ kia được. Từ tính toán coi, cái này để làm gì? Sao mà nặng vậy? Từ kéo này qua. Ok. À, khó thế nhờ. Bây giờ lại bắt đầu vận dụng đầu óc rồi. Abby, don't you see how the winch works? Your strings are in the way. Biết rồi, ông già nói ít thôi. Giờ sao ta? Giờ sao mà để qua chỗ kia ta? Cái dây của mình bị mắc vào trong cái màu đỏ khiến mình không thể qua được cái kia. Làm sao mà dây của mình không bị mắc vào đây đây? Ông kia mở quan tài, cái hòm kìa cụ. Biết rồi, cái hòm mới đến, nhưng mà cái hòm này làm gì? À, rồi. Cái hòm đi kê ở dưới, đúng rồi. Đấy, thì nó sập xuống thì chúng ta sẽ có. Đấy. Ok. So Abby, thế thôi. Bé mình rất chưa. Ok. Or do you find yourself recalling how your cage was so Don't let him bite you. Where would you be without me? Mày chó rượt mọi người. You'd be dog food for old Yeller. Không chơi đâu nha, nó cắn đấy. Nó cắn không mọi người? Nó cắn không? Ôi! Romping about in search of a bone. Hey! 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 Hey!
Nó cắn đây. Ừ, thằng xóm bảo là nó không cắn đâu cháu, nhưng mà thôi, đối với tôi thì nó cắn đấy. Ừ, nào cắn đi, cắn đi, nào, 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 nó cắn à? Biết nó cắn không ta? Nó cắn không? Mày cắn không đây? Nó cắn đâu? Đây để tao ném cho. Cứ tưởng mày cắn, khổ. Đây, lượm đi. Ôi, ngoan thế này mà cắn đâu, trời ơi. Đây. Đi, đi, đi chúng, đi chúng cho vui, nhanh lên, nhanh lên. Qua đây. Qua đây, ơ kìa. Qua được à? Bế, bế mà qua được, không được. Được rồi, thôi. Đi, tạm biệt nhá. Ném qua nhà mày này. Cảm ơn. Cứ tưởng cắn mình, mẹ. Không ai mở cửa cho Abby. Hy vọng chống lại hy vọng là chìa khóa duy nhất ở đây. Phải đây không? Cho ngủ ké coi. Cho ngủ ké với nào. Ông mà ở đây không cho ai ngủ ké cả. Ông nào đây? Ông nào gì giống một hoạt hình này? Only one way to find out. Open or bar. Cái gì vậy ông? Cái gì vậy? Một ông đầu bếp. Người phụ nữ làm bánh có một... À, phụ nữ à, chứ phải đàn ông à? Tưởng đàn ông cơ. Bạn không thể chống lại người thợ làm bánh. Ai à, đuổi à? Ai à, mất đi sự nhờ. Kìa, khách hàng tới chưa kịp mua bán gì. Lấy bánh mì coi. Đã đuổi người ta đi rồi. Làm ăn vậy sao bán với ai được hả? Ông già này. Ôi! Em đang thi thầy ơi, trốn mẹ vào xem clip thầy đó. Ok em nha. Ok. Đuổi đi thôi anh em ạ. Ừ. Làm sao mà đu qua được cái này đấy ta? Bánh xe đi quá nhanh. Chẳng lẽ lấy bánh mì chèn vào? À đây 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 đây, có cái gì đây, có cái gì đây? Lấy bên này đi. Cái này để làm gì? Nice try, Abby. But you're much too lean. Not a chance in hell of choking the stream. À, dù ông kia tớ nhảy vào. Ê, ông già. Ấy. Not the nicest thing to do. But then where was the hospitality for you? Thấy chưa? Ta nhảy qua đầu ông này. Ở sao đây? Ơ? Không được à? Bây giờ làm sao? À đây rồi đây. Nó quay chậm rồi. À, cái bà kia khiến cho cái dòng nước nó trở nên chậm đi. Ừ. Ừ, đứa nào spam cường nhỉ nhá. Cho ra hết nhá. Cho đảo hết đấy. Anh em còn spam cường nữa. Khổ quá cái chen. Spam ở trên comment, trên TikTok đủ rồi. Spam cả livestream nữa, khổ. Có vẻ như kẻ cướp băng nhóm của ông ta cũng đang ở đây. Hãy cẩn thận để họ không phải hỏng. Hey! Rồi ok. Chúng ta bây giờ sẽ là ninja. Bay đi chim. Ok rồi. Hey, watch out for your strings. À đây. Oh, Abby, be careful. Who's going to clean all this up? Besides, your strings are all tangled. I've got to unlock. Oh, done. Để tôi xuống. What?
How? Kia. Abby. Abby stumbles. She's running. Okay, out of time. Mẹ mình. Ông già này nữa, sao để tôi xuống đây làm gì? With all her strength, Abby managed to climb the scaffolding. Khó khăn lắm mới qua được ông già này để về chỗ cũ. Hãy hiểu ông già kiểu gì. Rồi. Một lễ hội hóa trang. Mọi người đều ở đó nhưng chỗ của bạn ở đâu? Ai biết. Bây giờ mới đi nào. Con bé giỏi đi trên dây mọi người ạ. Ừ. Cũng như Abby đang lượt vượt qua lỗ hổng. Ôi! Cô ấy đã quyết tâm trốn thoát. Bọn kia vẫn đi săn lùng mình mọi người. Thầy cho có kiểm dịch viên rồi. Ờ. Rồi đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. She who once commanded the spotlight, how low she's sunk. Rồi. Rồi. Con này nó không chiếu đèn cho khác à? Ơ. Đùa. Chạy đi. Ui giời, hụt rồi. Chạy đi. Ôi giời, chạy đi. Chạy nhanh thế, từ từ thôi. Ôi 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 ôi. Abby's beautiful chạy đi, đúng rồi, chạy đi. Was washed away on chạy đi, đúng rồi. Hay quá. Tự nhiên có cái xe chả hiểu nguyên nhân tại sao cơ. Ôi, cái gì vậy? Chết thật. Cái ông bụng phệ hồi nãy. Ông phải bụng phệ mà ông săn lùng mình đây. Rồi nhốt mình vô rồi. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ bị vận chuyển về chỗ đạp xiết tiếp. Abby, the happy little horde, lỗi xe. Cái ông NTR này nguy hiểm lắm mọi người ạ. Ừ. Mọi người cẩn thận. They all join in a song. Chúng tôi chỉ là những tên cướp vui vẻ nỗi kinh hoàng của vùng đất. Chúng tôi chỉ là những tên cướp vui vẻ nỗi hoàng của vùng đất. Rạp xiếc người tung hứng của họ bị buộc vào trong bao tải. Bây giờ chúng tôi vây bắt được cậu ấy và chúng tôi sẽ đưa Abby trở về. Khi chúng tôi đến đó, phần thưởng của chúng tôi sẽ khiến chúng tôi béo lên. Chúng tôi giàu có thật nhiều vàng cho một cô nhóc. Ok, mấy ông này là bắt đầu là bắt mình về rạp xiếc. Và cái ông mà ông chủ của mình. À, từ khi mất mình là cái tiền vé của ông bắt đầu giảm xuống. Nào tốc độ nào nhanh nhỡ. Mình lắc lại được này. Leo lên đi. Leo được à? Có cái lỗ to trên đầu kìa. Không ra được mọi người. Khi họ đến khu di tích, trời đã đủ tối với một ngọn đèn và tất cả đã đủ vui vẻ để dừng lại và dựng trại. À, rồi ok, đến lúc mà mình thoát ở đây. Chà ông mày. Soon the ringmaster will be all smiles. At dawn we set out and tackle the last few. Ok, mấy ông NTR này mới chưa làm gì mình. Thunder taunted. Enjoy your last night of freedom, he said
and left her to fight her demons. Abby, stop your fidgeting. Để làm sao ta? Haven't you learned your lesson? Knowing your place is a blessing. Abby. À được rồi, rồi. À, rồi rồi. Rồi, ok. Done now. You want to be a hero but have no. Trời, chỗ này xả nhất đêm nay luôn. Our Abby. Rồi sao mà chạy ta? She hasn't learned a thing. Ungrateful know-it-all. Mẹ rồi sao chạy? She's a queen. Ơi! Abby has chosen this fate of her own free will. The story finds its ending. Thế rồi, giờ sao ta? Bây giờ sao? Cháy con mẹ anh ơi kia, nhanh lên! Tốc độ lên! Làm cái gì ấm? Cháy bây giờ! À, rồi sao mẹ em lại chết? Giờ sao? Kéo thùng sắt lại! Đâu? Nó có mấy cái cục này nè! À, rồi 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 rồi! Ai rồi trời ơi, thùng sắt nào? Anh em vạ vẩn này. Tầm táo ném cái dây sắt với cả thùng sắt. Đấy, đấy đúng rồi. Này, thùng nó lại đây. Thôi, anh em phải tin tưởng nữa các em. Nào, cháy rồi. Ok, làm gì đây? What do you think of your heroine now? All tatters and fleas and chased out of town. Squirm, Abby, but serious? Kéo đi! I'm losing my patience, Abby. Freedom falls into no one's lap. Đứt dây rồi mọi người. Chúng ta sắp được tự do rồi. Không phải xem sự điều khiển của cái ông muốn rối nữa. Can't accept this. Let go. Không muốn đi. Tôi không muốn đi. Behave yourself. The circus had given Abby hope. Đến 2 giây rồi, còn 2 giây nữa thôi. Yet she wanted last chance. This has got to stop. Hay quá, cái ông muốn rối hết. Go. Hết điều khiển được mình rồi. Not possible. Ok. Chúng ta đã thoát khỏi cái sự mà kiểu như là cái dây nhựa vớ vã vẩn trên người rồi. Once ông này hết biết kể cái gì rồi. And then wait. Abby, lie in. Yeah. Bây giờ ông này không còn điều khiển được mình nữa. Cho nên là ông không biết kể chuyện làm sao. À. And then ơi, làm sao đi bây giờ? You wanted to know what happened, eh? Of course. What đi cái kiểu gì đây? Okay. Đứng lên mà đi thôi. Trời ơi. Abby got up. She sat up, shaken, and found her way back to her feet. She began to run. Đứng lên, đúng rồi. Her world, that hay quá. Ui giời. Was in ruins. Đứng lên, đúng rồi. Because hay quá, đi thôi. Ui giời, bây giờ không cần ông điều khiển luôn. Bây giờ là không cần ông già điều khiển nữa. Brutal. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tự do rồi mọi người ạ. Because important people somewhere don't. Chúng ta hết bị ông già điều khiển rồi. Didn't get along, like a stubborn little brat she ran. Because she had no plan. The war around her was merciless. Bây giờ đến cả cái ông kể chuyện cũng không biết mình đang làm gì nữa. Ok. Chúng ta là chính chúng ta rồi, không bị mắc dây mắc nhợ vậy đó mọi người.
đỡ nó vướng. Mercenaries and bandits have depleted the land, corrupted the innocent. Lính đánh thuê và kẻ cướp đã làm cạn kiệt đất đai, làm chết bao nhiêu người vô tội. Không có gì ngoài xác chết mắc vào. Không có gì sống sót ngoại trừ con nhóc ngu ngốc Abby. Cái gì đây? À! Rồi. Sao lại cắm đầu vào cái hố trông này, cái hố trông này. Không ai khoác ngoài lê lợi. Chết được thường. Nhờ sao ta? Để làm sao ta? À, chúng ta có một cái cục đá đây. Làm gì nhỉ? À, rồi. Và vật. Rồi. Nhảy qua không được mọi người ạ. À. Nhảy không tới. Nhảy không có tới, em phải đi đường này. Bực nhảy. Em làm sao? Anh em mà chịu là chết rồi. Không có nhanh được. Nhanh lắm. Thầy kéo chạy thật nhanh là được. Cái dây kế kìa. Không được, cái dây không đem vẫn đem phải cái dây kế. Cái dây này không bám được. Cảm ơn Sơn Tùng nha. Cái dây ném cục đá. Chắc sai quay cái quay tay ở dưới. Vặn cái hình tròn đó. Không có vặn được. Anh em vả vẩn vặn ở đâu. Âu. Nó tác động được đâu, nó nằm ở phía bên ngoài, mình đi ở giữa làm sao mà mình đụng được. Làm sao bây giờ đây? Leo tuốt lên đó luôn đó thầy. Tôi xem ở ngoài đây có cái gì không để tôi lựa. Đây có cái quần què gì đâu trời. Có gì hết ạ? Ném cục đá vào địch, vào bịch đó. Ném cục đá. Cục đá không? Làm những cục đá nào? Làm gì có cục đá nào mà ném? Kiếm đá. Kiếm cục đá thêm vỗ chỗ bịch á. À, rồi, ok. Đây đầy đá thì không lấy, đi lấy ở đâu ấy. Cái gì đây? À, cũng đá nè. Đây. Trời ơi. Rồi. Thêm vô chỗ. Đất mẹ cũng đá rồi. À, đúng rồi. Trời ơi. Cảm ơn anh em ạ. Đúng rồi. Hay. Cảm ơn anh em nhá.
22222. Sao nữa? À, rồi chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi xuống và nhảy qua. Cái hồi tưởng mấy game kia chết cũ rồi. Rồi tí nữa. Ok. Đâu nào. Yên bình quá. Con game này yên bình quá mọi người. Ôi, sợ mẹ em chết. Ok. Crawl away in your rabbit hole, Abby. Rồi. Thằng đâu đây? Và sau đó, kẻ cướp bước vào sân khấu bên trái. Ông ta tức giận và quát: bây giờ không có ai ở đây có thể cứu ngươi nữa đâu. Kích thước của một con người đàn ông gấp đôi, gấp 5 lần sức mạnh của ông ta. Để dạy con nhóc một bài học, ông ta đi đến. Ok, chúng ta chạy thôi. Không là mấy ông kia bắt mình tiếp. Mấy ông NTR này. The world around her closes in. Stop fighting back. Let the end begin. Đẹp thật chứ. Wow. Đẹp quá. Ừ. Nghe mày đẹp quá. He comes to get you and won't hold Bẻ. Back. Ơi. The time to beg mercy ơi, ơi. Long since passed. No à, nó vướng dây rồi. Him, nó không như mình. Cảm ơn bạn hát gì đó chà. Nó vướng dây rồi. Nó không có như mình. Là không có dây. Ui chết bé. From left to right, right to left, and then right again. Isn't enough enough? Bây giờ làm sao? À rồi 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 rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Biết rồi. Biết rồi. Game NTR này. Ok. Tôi nhảy lên đây. Leo lên. Làm gì tôi? Làm gì tôi? You want to play hide and seek? Ai! Ai! Tôi thì ngu mẹ rồi. Ok. Phải làm gì nữa? Ui dồi ôi, giờ sao đây trời? Giờ sao đây trời? Come out and play, don't be a bore. À, rồi, 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 rồi. Ê, nhanh, 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 nhanh. Chết tôi. Cảm ơn kiếm tôi nha. Mày anh sao này nhở? He comes to get you and won't hold back. The time to beg mercy is long since past. Đến đây, đến đây. No chance to escape him, Abby. Đến đây. Rồi đấy, nó quá. Ôi, giờ sao đây? You want to play hide and seek? Go ahead. Giờ làm sao đây anh em? Mẹ mất thì chết. À, ông kia lag mẹ rồi. Ơ, à, ông lag à? Tưởng lag chứ. To right, right to left, and then right again. À, rồi rồi rồi. Đây. Đấy, rồi đẩy qua, đúng rồi. Qua đây. Qua đây đi. Rồi. Rồi. Không kịp rồi. Qua đây. Qua đây. Nhanh. Rồi, ok. Hay quá.
does this all look nhanh mẽ hồi ôi has to feel like a vain little dog has learned to heal. Này nếu chịu được ạ. Hay quá mọi người ạ. He comes to get you and won't hold back. The time to beg mercy is long since past. No chance to escape him, Abby. Rồi. Ta sẽ kéo anh qua. Ok. Đấy. Như hồi nãy nhưng mà tốc độ nhanh hơn một chút xíu. From left to right, right to left, and then right again. Isn't enough enough? Nhanh nào. Ông ấy nhanh lắm. Ừ. Nhanh nào. Nào. Ơi kìa. Ơ. You want to play hide and seek? Go ahead. Từ từ nha. Nếu mà đẩy cái thùng kia qua đây thì mình nhảy lên, sau đó mình đóng lại ông mắc kẻ bên này. À. Thử coi. Để mình thử nhé mọi người. Come out and play. Don't mày be a bore. Vào đây ông già. Ở kia. Does this all look familiar? Không được, sợ ông bắt lắm. Ừ. Lúc ông xuống thì mình sẽ nhảy lên. Đấy chết mẹ luôn rồi. Ngon. Ok, hết qua rồi mọi người. Hết qua rồi. Ờ. Ê, vớ vẩn. Hết qua rồi. Thấy chưa? Ok. Vô tư thôi. Face your destiny. Vô tư thôi, đi thôi. What? What a pathetic attempt. Vớ vẩn. What? Nào. Yeah, right. Chúng ta bắt đầu làm hải tặc thôi. Ok. Ra khơi tìm quân thi nào. I make the rules. Ok. Thầy thì tối ngày chỉ có loli. Ừ. Thầy khoái loli lắm. Rồi. Sóng bắt đầu to rồi. Không sao. Chúng ta phải đến tại đại hải trình để lấy quân bi rồi mọi người à. Gì vậy? Cái gì vậy? Chúng ta phải gia nhập băng của Luffy rồi. Lên đường thôi. Tốc độ lên. Không có gì phải sợ hết. Chúng ta phải đến tới Wano World trước. Gặp tứ hoàng đã. Rồi chúng ta sẽ lấy con phi. Cái gì đây? Tam giác. Tam giác quỷ trong truyền thuyết đây sao? Ok, chúng ta bây giờ chúng ta đang gặp tam giác quỷ ở trong truyền thuyết. Chúng ta làm sao để vượt qua nó? Theo như trong phim hoạt hình, trong những cái nhà phân tích thì mình phải trèo thật nhanh qua cái chỗ này. Nhưng trèo thì không ăn thua. Phải là có động cơ tên lửa thì may ra. Ừ. Mẹ cú này qua sao được ta. Chúng ta sẽ đi theo linh tính mách bảo One Piece. Nào. Đấy. Ôi 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 ôi. Here is a plain, wet, and obscure.
Chết rồi mọi người ạ. Ừ. Không có chết rồi. Làm sao mà đi qua được chỗ này đây? Boat and passenger in comparison minuscule. Chúng ta phải đi nhanh lên, hồi nãy chúng ta sắp vượt qua cái mồm của nó rồi đấy. Ừ, ở trong khoa học nó nói là chúng ta phải phóng thật nhanh vào. Tốc độ chỉ là chìa khóa thiết yếu. Nào. No chance, Abby. Sao? Tông vào cục đá thầy có mấy cái thùng đó. Ok, chúng ta chưa được tới gặp One Piece thì chúng ta đã bị nốt cuốn mẹ rồi. Vừa. Ok. Con đường trở thành hải tặc quá là vất vả. Có mấy cái thùng à? Chúng ta phải để trong mấy cái thùng đụng vào người à? Hay sao? Đây, thùng đây. À, sao? Oh, hết rồi kìa. À, mình phải đụng vào mấy cái thùng để cho cái dòng xoáy nó bắt đầu là hết. À, giống như tên chúng ta quấy nước vậy, trong khi chúng ta mà kiểu để ngón tay vào chúng ta sẽ một cái này. Hai cái này rồi. Quá nhanh. Rồi. Quá là đơn giản luôn. Đi tìm One Piece tiếp thôi. Ok. But alas, her fate remains the same. The bandits are in march. See her squad like a worm. Cái gì đây? Bọn cướp kìa. Tứ hoàng. Ôi, rồi sao? What have I been telling you? Chúng ta bị bọn hải tặc cướp rồi mọi người ạ. Ừ. Ok. Chúng ta đơn thân độc mã đi kiếm One Piece thì cú này toang rồi. Làm sao ta? Quay lại. Đúng rồi. Quay lại đi. Tôi sẽ cho ông này xuống hố. Đúng rồi. Xuống hố. Một. Bắt nổi nè. In the circus she commanded one. Mình phải tới cái hố trước. Mình phải căn cái lúc mà cái hố bắt đầu kiểu như là nó xoay. Chúng ta thấy đâu? Chúng ta thấy tàu là chúng ta quay lại ngay. Đây. Quay lại ngay. Ok, chúng ta chặn đường hố lại. Một. Ok. Rồi. Nhanh. Rồi. Làm gì tôi? Ông làm gì tôi? Mẹ ông này. Chết ông này. Này thì ngu này. Úi dồi ôi. Tạm biệt nhá. Quá thôi, nhanh lên. Nhanh. Chúng ta đã hạ được cái tàu hải tặc đầu tiên. Không, tàu hải quân. Chúng ta là hải tặc mà. Một cô bé hải tặc lên đây trên biển để tìm có kho báu đây. Ok, kho báu One Piece đây. Đẹp quá mọi người ạ. Hết mưa rồi.
No matter. My world has more than hurricanes and bandits, as you'll soon see. Ok. Chúng ta sắp được level 1P rồi. Go on, go on. We'll see how far you get. Ok. Đáp nào, rồi. Đi lên thôi. See these ruins? The stones lie as they fell. And over all of it lies an ill-omened spell. An ancient people, they'd also revolted. An ungrateful bunch, though they'd once been devoted. They wanted more, more, more. They wanted to win, win, win. And now there's nothing left of them but the stone. Ở đây có một thanh kiếm. Chúng ta là người rút ra sao? Ancient as it is famous. À, con sói mà lúc đầu tiên cứu đây nè. Ơ. A charming reunion. It truly warms the. À, cái ông NTR kia chạy 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 chạy. Chạy đi sói. Chạy đi. Chạy đi, đúng rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đuổi làm sao kịp. Đây, ôi trời ơi, làm sao mà kịp tôi được. Lão già này. Chạy đi sói, đúng rồi. Đừng uổng tâm, tao cứu mày nãy giờ. Đúng rồi. Chạy qua luôn. Đúng rồi. Hay quá. Rồi. Ê, mẹ xin bị tóm rồi. Hay quá. Ừ, xuống đi. Xuống đi. Ok. Ô, chạy, thế là chạy á. Từ đã. Từ hình như có gì đó sai đây thì phải từ. Abby, how long is this going to go on? This isn't how you write a story. À, bây giờ chúng ta sẽ ra móc chi không kia. What are you doing in there? Mắt này. Không có công dương mắt được tìm này. Này. And how's this going to help you? Ai ở gì đây? You really think you can just push Tonda aside? There, take your time. Móc này, mất không mất công dương mất đường tìm này. Đường tìm này. Hãy ông thầy cho mình. Ơ kìa. À rồi, bây giờ chúng ta sẽ cầm cái cây này. Tớ khổ quá con này. Ơi, băng vô đây. Đúng rồi, cảm ơn. Cứ gạt cái cần đó là cái gì? Tôi nó mệt. Ok. Đấy. Có thế thôi mà. Đấy, giờ mình cắt đứt dây ông này. Từ, chúng ta phải làm sao cái này nó dài hơn chút xíu nữa. Hơn nữa đi. Ta lại đi lùi, đi tiến đi chứ. Tiến đi. Rồi. Đấy. Ta sẽ cắt đứt dây của ông này. Này. No. Một cái
What have you done? You regret this. Enough rồi, of this rồi sao nữa mọi người? Come out, you little brat. Rồi sao nữa? Cắt sợi dây rồi. Sao nữa? Xuống à? There you are. À, cắt tiếp. À, rồi ok. Cắt tiếp. Ok. Ông lấy được cái cây vậy? Cây bị đá đè rồi, không lấy được. Nhảy lên à? À, nhảy lên. Ôi trời ơi. Cần cắt tiếp. Not so fast. Rồi. Ơi cái gì đây? Chơi kiểu gì đây? Rồi, an toàn rồi. Aren't you tired of hiding like this? See? Not just you can break the rules. À, cắt cây. Abby, come out. Bây giờ làm sao ta? Cắt cây à? Ờ, đúng rồi. Now I'm fed up. Cắt một lần hết luôn á. Làm gì cắt một lần hết luôn. Anh em cứ vâng vậy. See, not just you can break the rules. Ông tới đây tôi cắt. Now I'm fed up. I'll show you. Bên này mà. À, đấy, bây giờ nó bay bên này rồi, rồi, ok, chúng ta sẽ bay bên này. Để cưa cây. Abby, come out. Yeah, trời ơi. Nó phải dụ ông qua đây rồi dụ ông qua kia. Đấy rồi, chúng ta nhìn dụ ông qua bên kia. Ta cắt cái cây. Đấy. Lâu quá la. Chúng ta hết là con rối rồi. Ừ. Sao mỗi lần nhích câu tí vậy? Rồi ôi. Hiểu. Cô cứ đi cứ lại mới được. Ờ. Chúng ta đẩy được không được. Cứ đi cứ lại mới được. Have you decided to become a lumberjack? Sao mà không được nhỉ? Không được nhỉ? Tôi sẽ ráng đây anh em ạ. Chưa cãi, sắp sắp cãi cây thôi. Lên. Sắp đổ rồi. Anh em sắp đổ rồi á. Mẹ này tới sáng. Mẹ tới sáng chưa đổ đâu. Tôi nghi lắm. Ờ, có cái gì nữa cơ. Đấy mẹ mày. Chết nha. Chết. Chết cắt. Ba nha. Ừ chưa. Vừa lắm. Bây giờ sao?
À, kẻ đất đứt dây. Một cái. Tôi sẽ giải thoát cho ông. Đấy, rồi. Dead. Thôi. Dead. He'll get you, little girl. Now it's over. Ôi! Chạy đi, đúng rồi. Chạy đi. Giờ chỉ biết chạy thôi, mẹ. Ôi! Hay quá, chạy đi, đúng rồi. Đứa này sợ phết rồi. Ôi ôi, xém rồi chết. Ôi ôi. Đập đầu vậy, không đau à? Thunder once hit. Ai ai ai, trời ơi. Tại sao không cắt dây tay ý? Cắt hàng cái dây tay kìa. Thì cắt ba cái dây tào lao không. Này. À. There's no place left to hide. Thunder wants his revenge. Oh, you're about to... Đấy, đấy, tôi biết mà, thấy chưa? Để tôi giải thoát cho anh. Nào. Don't you dare, you maggot. Don't you dare. Một cái. Prepare. Ai, rồi. Con bị bắt ạ. Giật 3-4 cái một lúc đi. Dừng có một cái tê thì làm ăn cái gì. There's no place left to hide. Để làm sao ta? Chúng ta phải qua bên kia. Thunder. Ôi, 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 sao rồi? Finally, he's got you. Chúng ta phải qua bên kia. Ờ, chúng ta phải qua bên kia. Phải giúp ông này đi lên tầng trên cao nhất đi. Đây. Ôi. Anh chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi xuống. Cảm ơn bạn hỏi chấm các bạn Nhi nha. Đi. Á, à, có cục đá. Mẹ mày nữa. Tụp. Không chết à? Mẹ ly vậy. Để tôi lấy cục đá mọi người ạ. À. Đây. Đến đây. Mẹ bà ông đi. Ai 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 ơi. Ơi, chơi mày chơi ai? Úi giời. There's no place left to hide. Nhà mày. Không xin nhê, chọn đá không xin nhê mà đánh cái gì? Tại nhà con đá không xin nhê mà đánh cái gì đây? Đây là ông già. Wants his revenge. Đã hút rồi. Có mà hãn hiếp. Thấy con gái nhà lành là ngán hiếp. Thấy chưa? Oh, you're a bum. Nhanh lắm, làm sao mà qua bên kia được. Hình như chúng ta phải ném một cái khác á. Chọi vô dây thử thầy. Không được. Ai ơi ơi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hình như là chọi quá cục đá bên kia. Ừ, hình như chọi cục quá cục đá bên kia, cục đá mà trắng trắng bên kia kìa. Đá trắng trắng bên này nè. Đúng rồi. Mẹ chạy hút rồi, cất rồi. Ha, à, đúng rồi, chọn ra bên đó để ông này ông qua. Tiếp này anh già. Congratulations, you've weaseled your way into a trap. Give up. Rồi, tiếp tục. Thunder wants his revenge.
Đấy. Rồi, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá, rồi. Để tôi giúp, giúp anh này. Stay away from him. Rồi, mất tay rồi, ông làm gì tôi nữa? Mất tay rồi, làm gì tôi? My puppet. This world. Mất tay rồi, làm gì mình nữa? I'll crush you. Hả? Come here. Nè. Mất tay rồi. Ừ, lão mất tay rồi, không làm gì mình nữa. Your god. You brat. To hell with you. You are nothing. Do as I say. Die with you. Die. Prepare. Xin lỗi nha. Ừ. Go away. Ôi. Just xin lỗi nha. Go away. Thôi. Thả ra chết ngay đấy, đừng có đùa, thả ra chết. Đừng có thả ra. Ừ, đợi nó sập hết rồi thả ra. Mày quá. Cuối cùng chúng ta đã thắng con lợn rồi mọi người ạ. Ok. Chúng ta thắng rồi. Yes. Chúng ta đã thắng rồi mọi người. Ơ à, màn 5 trở về nhà. À ok ok, trở về nhà. Ây à, mình đang ở đâu đây? Nhà. Ây à, nhà mình đây mà. Phải không? Phải à. Về nhà rồi. Hay quá. Mà sao đi ngược nhỉ? Game lại thiết kế đi ngược nhỉ? Bố mẹ ơi, con về rồi. Có một bọn RNTR nó bắt con. Cứu! Ai đây? À, cái ông mua rối đấy mà. Bây giờ làm sao ta? Quá! Không nâng được nha. Chịu. Lại nè, lại nè. Đừng cho. Chịu. Chịu rồi, con này chịu. Con này thầy chịu. Dậy đi ông già. Rồi. Tay thì điều khiển này. Đấy. Này thì điều khiển này. Này thì điều khiển này. Ok. Con gấu chưa chết mọi người ạ. Ừ. Ai à, quỳ à? Quỳ lại à? À, quỳ lại. Đúng chất quỳ lại đây rồi. Không có gì đâu ông già. Ừ. Mở cho con gấu nhanh. Để tôi phụ cho. Nhanh lên. À, mấy người dân trong làng này đều bị điều khiển bởi cái ông kia. Ờ. Hai người đều vẫn yếu à? Sao, làm sao? Làm sao? Cô phải đi sang bên kia, làm gì? Hai người đủ rồi. Do ông này yếu quá. Sao? Đi đâu? Làm gì? À, đẩy cái thùng vào à. Cảm ơn nhá.
mấy người này lại bị điều khiển, bị điều khiển hết. Nên em mới xấu tính như thế. Sao mình cũng bị điều khiển mà không mình không bị xấu tính nhỉ? À, chú Tư, chú Năm, chú lại ở đây. Chú Sáu, chú Bảy. Ta phải cứu hết cái đoàn ship của mọi người ạ. À, ok ok ok. À, có một thế lực hắc ám này đó điều khiển mọi người trong làng. Ờ, biến họ thành rối. Rồi, ok, quay lại cứu con gấu nhanh lên. Đi đâu hết rồi? Đi 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 nhanh 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 nhanh. Quay lại cứu con gấu nhanh. Lên. À, hai ông này tới sẵn đây rồi à? Để tôi phụ cho. Rồi. Lên này, 1, 2, 3 lên này. 1, 2, 3. Lên. Đứt dây luôn. Ok. Rồi, hay quá. Yeah, 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 yeah. Ừ, yeah, số 1, ừ. Thì thôi. Của Châu Nguyên đó hả? Lên! Hay quá! Đi thôi! Tới đâu? Giờ đi đâu nữa đây? Bây giờ đi đâu đây? Đi đâu đây cậu? Chạy đi, đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Yeah. Dân làng đang nhảy đầm, đang múc quạt thế này. Hay quá. Là dân làng nha. Từ đó trở đi, cô gái trở thành cô bé rừng xanh tặc răng thảo Makada. Ok, còn sao nữa? Trở về câu chuyện rồi, xuống đi, mệt quá rồi. Cái kết thật là happy ending. Cảm ơn mọi người đã xem. Tạm biệt mọi người nhé. Cảm ơn. Bye bye mọi người. Không bao giờ gặp lại. Hết. Ok. Đúng là chất là không bao giờ gặp lại luôn. Ok. Quá trò chơi. Ok, một con game khá